thấy chưa? Sếp tổng dính chặt cái bà chủ tịch, tao nói đâu có sai. Mà tao thấy họ cũng hợp nhau mà. Hợp thì có hợp đó, nhưng mà nếu tiến tới với nhau á, thế ra cũng có chuyện cho coi. Chuyện này chuyện gì? Bộ mày biết chuyện gì hả? Thì chuyện bà Ngọc Anh đó. Mà chưa hết đâu nha. Ông Vinh hồi xưa đó là bạn thân với ông Vũ, mà ông mới có chết à. Bà vợ thì là yêu thằng bạn thân của mình, dám mà ông biết ông cũng sống dậy luôn mày. Nói gì mà ghê vậy bà nội. Mời anh chị. Cảm ơn. Mời em. Thật sự không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình luôn nữa. Em cảm ơn anh. Mình gọi món à. Cảm ơn. Em gọi món đi. À, mời chị. Anh đừng bỏ em được không Vũ? Anh muốn cái gì đây hả? Tôi vẫn ở một mình. Tôi xin Như đó. Nhưng em không thể chịu được nếu như anh cứ im lặng như vậy hoài. Còn tôi thì sao? Tôi sống mà giống như đã chết rồi. Có lẽ có ai đó nhìn thấy tôi thì cũng chỉ tưởng tôi là một bóng ma. Anh đừng nói như vậy mà. Em chỉ muốn anh ở gần bên em là tại vì em rất là lo cho an nguy của anh mà thôi. Anh có hiểu em không Vũ? Điều nguy hiểm lớn nhất của tôi hiện giờ vẫn là chưa thể nhớ ra được tất cả mọi chuyện. Vậy thì anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy ở đây, hãy yên tâm nghỉ ngơi. Em tin chắc rằng thời gian sau anh sẽ nhớ ra mọi chuyện. Như nè, tôi xin lỗi đã làm cho Như lo lắng. Như cũng đi ngủ đi. Thank you.
Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Không lẽ em định cảm ơn anh hết cả buổi tối này à? Chúc mừng sinh nhật em. Mà sao anh lại biết em thích bài hát đó vậy? Ngày trước á, anh Vũ cũng hay đàn cho em nghe lắm á. Không phải em nói anh và Vũ giống nhau sao? Ngoài công việc, Vũ cũng hay huyên thuyên về em lắm. Anh nói thiệt cũng đó. Chứ em có gì đâu mà để nói. Vũ nói em là một thiên thần. Anh nói xạo đó. Chứ em xấu quá à. Vũ nói thiên thần của nó có một tấm lòng nhân hậu nhất thế gian. Em xin anh nói một hồi nữa chắc cái lỗ mũi em nó nổ tung lên luôn. Những ngày vừa qua anh đã được nhìn thấy. Em có làm gì đâu, cứ xuống nhà bác anh làm việc từ sáng cho tới khuya luôn à. Mỹ Hạnh à? Dạ. Anh phải thầm cảm ơn em bởi vì em đã tin tưởng anh. Thì anh đáng được tin tưởng mà. Vậy mà. Anh Vinh. Anh Vinh. À, sao em? Bộ có cô gái nào đang làm anh buồn hả? À, không có. À, mấy ngày nghỉ á, anh có định đi đâu chơi không? À, anh cũng chưa biết nữa. Nhưng có thể anh sẽ đi du lịch ở đâu đó. Đi du lịch hả? À, mà anh đi một mình hả? Em thấy như vậy cũng tốt á. Đến lúc đó anh được tự do nè. Rồi anh được làm những điều anh thích nữa. Đến lúc em cũng nghĩ là nên dành nhiều thời gian cho anh đến nghỉ ngơi. Chứ số thời gian qua anh làm quá nhiều cho mẹ con em rồi. Thật sự em nghĩ cho anh như vậy sao? Em không nghĩ cho anh thì không lẽ em nghĩ cho em. Anh yên tâm đi. Mọi công việc ở tập đoàn á, em sẽ đảm đương được mà. Anh cười em hả? À, chắc là anh nghĩ em sẽ không có làm tốt công việc phải không? Không, 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 không phải. À, anh không nghĩ đó. Anh đang rất hạnh phúc. Vì lần đầu tiên có người nghĩ cho mình như vậy. Vậy không lẽ từ đó giờ anh Vũ đối xử tệ với anh lắm hả? Không mấy thì từ bây giờ em sẽ bù đắp cho anh. Coi em kìa, đã là mẹ rồi cũng như một cô bé vậy đó. Mỹ Hạnh này. Dạ. Sau này nếu nhau có bất cứ việc gì, anh hứa sẽ ở bên cạnh em bất cứ khi nào em cần. Anh em em nói trước đi. À, anh có muốn vô trong thăm chị Hai với Thế Vũ không? Thôi khuya rồi, anh sợ làm phiền mọi người. Sắp tới anh có nhiều thời gian mà. Lúc đó anh sẽ thường xuyên ghé thăm Thế Vũ. Khi đó anh đừng nghĩ cách đuổi anh là được rồi. Anh về đây, mai anh đi làm sớm. Dạ. Cảm em ngủ ngon.
Bản năng yêu 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên Vi Giải Trí. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapping All Star Concert, Live Concert. Duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion.